Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defen, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 10 tháng 7, chúng tôi trở lại với chủ đề tìm hiểu sâu về các loại vũ khí trang bị của Việt Nam cũng như là trên thế giới. Mẫu vũ khí mà chúng tôi chọn ngày hôm nay là chiếc tiêm kích MiG-29, một trong những sản phẩm thành công cuối cùng của phòng thiết kế MiG huyền thoại. Quả thật, nếu không có MiG-29 thì e rằng công ty MiG khó lòng tồn tại sau khi Liên Xô tan rã, khi mà các sản phẩm mới của họ không đạt được thành công như mong đợi. Nhờ MiG-29 mà MiG vẫn có doanh thu trong những năm qua bằng các hợp đồng quy mô nhỏ. Nhưng thôi, đó là câu chuyện sau này. Còn hôm nay, chúng tôi muốn đi sâu vào tìm hiểu thiết kế của một trong những mẫu tiêm kích thành công nhất của MiG. Ngoài ra, đây cũng là mẫu máy bay mà Việt Nam từng nghiên cứu nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân. MiG-29 là tiêm kích đa năng hạng nhẹ hai động cơ, một chỗ ngồi do phòng thiết kế MiG thiết kế và phát triển từ cuối những năm 1960. Lý do dẫn tới sự ra đời của MiG-29 đó là vì các dòng máy bay tiêm kích khi đó không đáp ứng đầy đủ yêu cầu của không quân Liên Xô. Ví dụ như MiG-21, mẫu máy bay được Việt Nam sử dụng thành công, chúng được đánh giá là nhanh nhẹn, cơ động nhưng tầm bay lại ngắn, vũ khí kém. Đến thế hệ MiG-23, chúng cải thiện được vũ khí, hệ thống radar nhưng lại thiếu đi khả năng cơ động. Vì thế, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô đã yêu cầu các nhà thiết kế phải tạo ra một mẫu tiêm kích hoàn hảo, cân bằng giữa nhanh nhẹn, cơ động với vũ khí và hệ thống radar hiện đại. Giai đoạn đầu phát triển dòng máy bay tiêm kích mới, MiG đã hợp tác với cả phòng thiết kế Sukhoi để cùng tìm ra một giải pháp. Mẫu thiết kế mới được gọi là đề án PFI đã được tạo ra với tham vọng về tầm bay lớn, cơ động cao, tốc độ Mach 2, mang được nhiều vũ khí. Thế nhưng, năm 1971, các nhà thiết kế mới phát hiện dự tính là PFI có giá thành rất đắt mà truyền thống của Liên Xô là ngon bổ rẻ. Cuối cùng, đề án PFI đã chia làm hai hướng, một là TPFI phát triển máy bay tiêm kích tiền tuyến hạng nặng do Sukhoi thực hiện, hai là LPFI phát triển máy bay tiêm kích tiền tuyến hạng nhẹ do MiG thực hiện. Hai nhà thiết kế đi theo hai hướng khác nhau và cùng tạo ra mẫu máy bay huyền thoại thế hệ mới. Với Sukhoi, không ai khác, đó chính là Su-27. Trong khi với MiG, năm 1974, mẫu máy bay tiêm kích lý tưởng của họ đã ra đời với tên gọi đầu tiên là MiG-29A. Mẫu thử nghiệm cất cánh lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 10 năm 1977. Do xảy ra ít nhất hai tai nạn liên quan tới sự cố động cơ, thế nên mãi tới tháng 8 năm 1983, MiG-29 mới chính thức đi vào phục vụ trong không quân Liên Xô. Đáng chú ý, chương trình phát triển Su-27 cũng gặp sự cố tương tự và mãi tới năm 1984 mới được đưa vào phục vụ. Khối lượng công việc của MiG-29 và Su-27 được phân chia rõ ràng. Với vai trò là tiêm kích hạ nặng, Su-27 được giao nhiệm vụ xuất kích tấn công các máy bay chiến đấu từ xa cũng như phá hủy các căn cứ nằm sâu trong hậu phương của địch. Còn MiG-29 thay thế vai trò của MiG-23 ở tiền tuyến với nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không trong một khu vực hẹp để hỗ trợ bộ binh cơ giới xung phong. Ngoài ra, MiG-29 còn có nhiệm vụ bảo vệ cứ điểm, ngăn chặn hoạt động không vận của đối phương, bảo vệ các máy bay ném bom trước tiêm kích F-15 và F-16. Về mặt thiết kế, MiG-29 có đường nét khí động học tương tự Sukhoi Su-27, tất nhiên có nhiều điểm khác biệt. Nó được chế tạo với khối lượng lớn nhôm và một ít vật liệu composite. Nhà thiết kế tạo cho MiG-29 một cặp cánh xuôi đặt giữa thân, kết hợp với góc diềm cánh trước tạo góc 40 độ, hai cánh đuôi ngang thăng bằng xuôi sau và hai cánh đuôi đứng phía trên hai động cơ. Máy bay được trang bị cặp động cơ Klimov RD-33 cho phép nó đạt tốc độ tối đa 2.400 km/h ở trận bay lớn, tầm bay 1.430 km với nhiên liệu trong thân và tăng lên 2.100 km nếu mang một thùng nhiên liệu phụ. Tức là nếu trong nhiệm vụ chiến đấu thì bán kính tác chiến của MiG-29 chỉ khoảng 700 km, mang đầy đủ vũ khí. Trận bay của nó lên tới 18.000 m, tốc độ leo cao 330 m/s. Theo các đánh giá sau này, cặp động cơ RD-33 được bố trí cách nhau một khoảng, tạo ra một không gian giữa hai động cơ, sinh ra lực nâng, do đó giảm đáng kể tác dụng lên cánh. Động cơ được đặt dọc theo các ống lấy không khí, được thiết kế ngay dưới góc diềm cánh. Lối thiết kế này được đánh giá là phù hợp với hoạt động trong môi trường dã chiến. Đặc biệt, lối dẫn khí có thể tạm đóng nắp, máy bay sẽ tạm dùng lối dẫn khí phụ nằm ở trên thân máy bay để cất và hạ cánh, bay độ cao thấp, qua đó ngăn ngừa được mảnh vỡ từ dưới đất bắn vào, gây hư hại cho động cơ. Thiết kế động cơ của MiG-29 sau này được chính các phi công phương Tây thừa nhận là quá tuyệt vời. Tôi kinh ngạc về tính cơ động, khả năng điều khiển của MiG-29, nhất là khả năng thay đổi hướng trong khi bay. Tôi không được phép đưa ra những so sánh trực tiếp với các tiêm kích cụ thể của phương Tây, nhưng tôi có thể nói rằng các tính năng của nó khi bay trình diễn không thua kém hoặc tốt hơn những gì mà các tiêm kích phương Tây làm được. Ông Bob Way, phi công Canada có điều kiện thử nghiệm 6.500 giờ bay trên MiG-29 cho biết. Đó là về khả năng cơ động. Về hệ thống điện tử hàng không, MiG-29 tiếp tục nhận được nhiều lời chê từ phi công phương Tây. Bởi lẽ, ở các phiên bản đầu tiên của dòng máy bay này, hệ thống điện tử bị coi là đơn giản quá mức, buồng lái bị chê là chật chội, rối mắt với chi chít đồng hồ và nút bấm.
Kể cả màn hình hiện sóng radar cũng không đủ tốt, khó nhìn. Mãi tới phiên bản MiG-29M được giới thiệu vào năm 1988, vấn đề này mới được khắc phục hoàn toàn với các màn hình kỹ thuật số đa năng. Dù vậy, do sự tan rã của Liên Xô, việc nâng cấp các phiên bản đời đầu của MiG-29 đã bị chậm trễ. Dù sao, khách quan mà nói, buồng lái MiG-21 cũng đơn giản cực kỳ, thế mà các phi công Việt Nam vẫn lái ngon, bắn hạ nhiều máy bay tiên tiến của Mỹ. Tôi từng có dịp gặp gỡ và trò chuyện với một số phi công thời kháng chiến chống Mỹ. Tôi có hỏi về chuyện này, hầu như họ không bình luận gì và có bảo là đã được đào tạo để chỉ cần nhìn lướt qua là cũng biết tình trạng máy bay. Do đó, tôi nghĩ rằng đã là phi công tiêm kích thì mấy chuyện đồng hồ hay màn hình không quá quan trọng, vì họ được đào tạo để lái tiêm kích chiến đấu, họ biết cách để nắm bắt thông tin của máy bay, nếu chỉ vì chuyện cái đồng hồ thì nghỉ đi. Về hệ thống radar, có thể nói MiG-29 thời bấy giờ sở hữu loại mắt thần tốt nhất trong các dòng tiêm kích hạng nhẹ của MiG. Nói thế để phân biệt với hệ thống radar cực khỏe trên tiêm kích hạng nặng MiG-31. Các thế hệ đầu của MiG-29 được trang bị radar N019A có thể theo dõi chiến đấu cơ đối phương cách 70 km ở bán cầu trước và 35 km ở bán cầu sau. N019A có thể phát hiện tiêm kích có diện tích phản xạ sóng radar như F-16 cách 60 km, FA-18C cách 60-65 km. Phạm vi theo dõi máy bay ném bom vốn có tiết diện phản xạ sóng vô tuyến lớn mở rộng gấp 2 lần. Bộ vi xử lý của N019A có thể hiển thị 10 mục tiêu trên màn hình, nhưng chỉ có thể khóa một mục tiêu cho tên lửa dẫn đường. Sau này, trên các phiên bản mới như MiG-29FMT, hệ thống radar N019 được thay bằng kiểu N010 có tầm chính xác tới 120 km, theo dõi tối đa 10 mục tiêu và dẫn tên lửa hạ 4 mục tiêu cùng lúc. Ngoài ra, N010 còn cho phép MiG-29 thực hiện các đòn tấn công đối đất với khả năng phát hiện tàu chiến cách xa 300 km, mục tiêu xe tăng cách 20 km. Rồi thì năm 2016, nhà sản xuất còn công bố rằng MiG-29 có thể tích hợp radar giúp AMAME tăng tầm phát hiện mục tiêu lên 260 km, theo dõi tới 30 mục tiêu cùng lúc. Bên cạnh hệ thống radar, tương tự như Su-27, MiG-29 cũng sở hữu hệ thống cảm biến quang điện, tích hợp các kênh laser, kênh tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại. Bộ cảm biến này chính là con mắt ở phía trước, bên trái kính chắn gió buồng lái. Cảm biến này có thể sử dụng kết hợp hoặc độc lập với radar. Nó có thể phát hiện các mục tiêu tàng hình nhờ tín hiệu nhiệt từ động cơ, có thể chỉ thị mục tiêu cho tên lửa dẫn đường bằng laser. Về vũ khí, có thể nói tải trọng thấp vẫn luôn là đặc sản của tiêm kích hạng nhẹ MiG. Đến đời MiG-29 đã rất hiện đại, nhưng các phiên bản đời đầu chỉ mang không quá 3,5 tấn vũ khí trên 7 điểm treo. Trong các nhiệm vụ không chiến, chúng thường sẽ mang một thùng dầu phụ ở giữa thân, 6 mấu treo trên cánh, sẽ mang 2 đạn tầm trung R-27 và 4 đạn tầm ngắn R-73. Trên các phiên bản đời đầu, do giới hạn của radar nên MiG-29 không thể sử dụng vũ khí thông minh tấn công đối đất, thành ra nó chỉ mang được rocket và bom ngu. Nhìn chung, các tổng kết sau này đều nhìn nhận rằng MiG-29 là tiêm kích nhanh nhẹn và cơ động cao. Điều này được chính các phi công Mỹ và phương Tây thừa nhận. Tháng 3 năm 1991, Không quân Cộng hòa Liên bang Đức sau khi tiếp nhận số MiG-29 từ Đông Đức đã gửi cho Mỹ một chiếc để đánh giá. Kết quả, Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ tuyên bố MiG-29 tốt hơn F-15 và các tiêm kích khác của Mỹ trong không chiến tầm gần. Với một kinh nghiệm nhất định, bạn có thể vượt qua bất kỳ máy bay phản lực nào về mặt cơ động, kể cả F-16 và FA-18, với các góc tấn lớn. Thiết kế tuyệt vời kết hợp với một loại vũ khí hàng không đã biến máy bay này thành một sát thủ đích thực, đó là tên lửa R-73. Tên lửa này được trang bị đầu tự dẫn hồng ngoại, có tính năng tuyệt vời, tầm bắn xa hơn AI-19 của Mỹ. Một ống kính một mắt đơn giản ở phía trước mắt phải đã cho phép tôi trực tiếp dẫn đầu tự dẫn vào mục tiêu ở một góc độ rất lớn. Khả năng của MiG-29 tự động bám các mục tiêu, ngay cả khi mũi máy bay ngược với hướng mục tiêu, đã buộc nhiều người phải đổ lệ. Ông Seiniger, phi công Đức lái MiG-29 thử nghiệm với Mỹ chia sẻ. Rồi thì khoảng năm 1996-1997, các phi công Israel đã có cơ hội được thử nghiệm MiG-29 khi mà bằng cách nào đó họ mượn được từ Đông Âu 3 chiếc MiG. Năng lực của MiG-29 ngang bằng, thậm chí là vượt xa F-15 và F-16. Chiếc máy bay này có khả năng cơ động cao, động cơ của nó cho tỷ lệ trọng lượng trên lực đẩy cao hơn. Các phi công của chúng tôi phải hết sức cẩn trọng với mẫu máy bay này trong không chiến. Nếu được điều khiển bởi các phi công chuyên nghiệp, nó sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm, một phi công giấu tên của Israel thừa nhận. Thật vậy, cũng như các thế hệ tiêm kích từ MiG-15 danh tiếng cho tới MiG-21, MiG-23 và nay là MiG-29, mọi thành công hay thất bại đều tới từ con người. Con người sẽ tạo ra chiến thuật, thắng hay thua đều không thể đổ lỗi cho khí tài. Trong lịch sử hoạt động của MiG-29, đôi khi nó giành chiến thắng, nhưng cũng có khi nó thua tan nát, tất cả cũng chỉ do con người mà thôi. Trận đánh đầu tiên mà MiG-29 tham gia với quy mô lớn là cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991. 37 chiếc MiG-29 nằm trong đội hình xuất kích của không quân Iraq đối đầu với các tiêm kích hiện đại của phương Tây. Phiên bản MiG-29 của Iraq được gọi là MiG-29B12 bị hạ cấp nhiều tính năng về cảm biến. Bất chấp điều đó, các phi công Iraq vốn hay bị coi là chiến thuật đơn giản
tinh thần kém lại có thể giành được nhiều chiến thắng trên bầu trời. Trong các cuộc không chiến khốc liệt với không quân Mỹ và NATO, giới chức phương Tây thừa nhận MiG-29 của Iraq đã bắn rơi một máy bay cường kích Tornado. Còn theo các nguồn tin của Nga, MiG-29 của Iraq đã bắn trọng thương hai máy bay chiến đấu của Mỹ, bao gồm một chiếc B-52 vào ngày 17 tháng 1 năm 1991 và một chiếc F-117A. Tuy nhiên, cả hai vụ này, Mỹ đều không công nhận. Về chiếc B-52, phía Nga mô tả, chiến công thuộc về phi công Khuda Hinzab được thực hiện vào ngày 17 tháng 1 năm 1991. Anh này đã bắn trúng chiếc B-52 bằng tên lửa R-27R, nhưng không rõ vì sao, sau đó anh này đã không bắn tiếp. Thành ra, chiếc B-52 thoát nạn về căn cứ an toàn, do đó, phía Mỹ có cơ hội chối bay chối biến. Nguồn của phía Mỹ cho rằng, một chiếc B-52 bị trọng thương do đồng đội bắn nhầm. Cụ thể, một tiêm kích khi thực hiện chế áp phòng không Iraq đã phóng một quả tên lửa AGM-88. Quả đạn này đã nhận nhầm nguồn bức xạ phát ra từ tổ hợp radar dẫn bắn cho cụm pháo đuôi trên B-52 và thế là xong. Về thiệt hại của MiG-29 Iraq, ít nhất 5 chiếc đã bị bắn hạ bởi tiêm kích F-15C. Nói chung, đây là một kết quả không hề tệ khi mà không quân Iraq bị áp đảo hoàn toàn về số lượng và trang bị. Tuy nhiên, có một điều đáng trách với một số phi công Iraq, đó là việc ít nhất có 8 người đã lái MiG-29 tháo chạy sang Iran để trốn tránh trách nhiệm bảo vệ thuộc quốc. Số này sau đó được Iran trưng dụng và còn dùng tới hôm nay. Số MiG-29 còn lại trong không quân Iraq sau năm 1991 chỉ là 12 chiếc, hầu như toàn bộ không còn khả năng hoạt động kể từ năm 1995 do thiếu phụ tùng. Đến năm 1999, MiG-29 tiếp tục tham gia vào cuộc chiến tranh ngắn ngày giữa Ethiopia và Asia. Đây quả là một cuộc chiến kỳ lạ khi hai dòng tiêm kích cùng cha khác mẹ gồm Su-27 và MiG-29 lại đối chọi với nhau. Theo đó, không quân Asia trang bị các tiêm kích MiG-29 trong khi Ethiopia sử dụng Su-27. Kết quả của cuộc chiến không rõ ràng đều bị hai bên che giấu, nhưng các nguồn tin cho rằng ít nhất 5 chiếc MiG-29 đã bị Su-27 Ethiopia bắn hạ, trong khi MiG-29 cũng bắn rơi được MiG-21 và MiG-23 của Ethiopia. Dù vậy, các trận đánh ở châu Phi đã bị che mờ bởi sự kiện xảy ra tại Đông Âu khi NATO tấn công Liên bang Nam Tư. Thời điểm xảy ra cuộc chiến, Nam Tư có 16 chiếc MiG-29A và một số máy bay MiG kiểu cũ, và họ phải đọ với 1.100 máy bay hiện đại của NATO. Trước một cuộc chiến không cần sức, áp dụng nhiều công nghệ mới đã khiến không quân Nam Tư không thể hiện được nhiều. Ít nhất 5 chiếc MiG-29 đã bị bắn rơi bởi các tiêm kích F-15C của Mỹ, 4 chiếc khác bị phá hủy trên đường băng. Dù vậy, Nam Tư cho rằng các phi công MiG-29 đã lập ít nhất 4 chiến công bắn hạ 4 máy bay phản lực gồm 2 chiếc F-16 và đặc biệt là 2 máy bay tàng hình F-117A. Thế nhưng, Mỹ không công nhận việc này. Điều này mãi mãi trở thành một nghi án, bởi lẽ phía Nam Tư không bắt được phi công hoặc thu được mảnh vỡ F-16 và F-117A, ngoại trừ chiếc F-117A bị tổ hợp phòng không Sam-3 bắn rơi. Theo giới học giả, có khả năng các máy bay NATO bị bắn trọng thương, cố bay sang không phận đồng minh hoặc lao ra biển, phi công nhảy dù và được cứu vớt. Do đó, Mỹ có thể che giấu được thông tin. Điều này đã từng xảy ra trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Mỹ và Việt Nam đều có báo cáo lệch nhau. Và nếu như tên lửa Sam của Việt Nam không bắn rơi tại chỗ B-52 trên bầu trời Hà Nội, thì chắc họ sẽ chối bay chối biến. Với 8 động cơ, B-52 kể cả khi bị trúng đạn, có thể lết được về căn cứ hoặc rơi trên biển, rơi trên đất Lào, Thái Lan rồi gọi máy bay tới cứu. Với các trường hợp này, thường thì phía Mỹ không chịu công nhận. Cũng năm 1999, MiG-29 suýt nữa đã lập công tiêu diệt tiêm kích F-16 trong cuộc xung đột ở Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan. Khi đó, hai chiếc MiG-29 đã khóa thành công hai chiếc F-16 của Pakistan, nhưng do nhận được lệnh chỉ huy nên các phi công đã từ bỏ nhiệm vụ. Sau giai đoạn này, hầu như MiG-29 không còn tham gia vào các trận đánh quy mô lớn. Mãi tới năm 2008, MiG-29 mới lại xuất kích chiến đấu, nhưng lại là một kết cục buồn. Ngày 10 tháng 5 năm 2008, một chiếc MiG-29 của không quân Sudan khi đang không kích lực lượng nổi dậy đã bị bắn hạ bởi hỏa lực súng máy 12D7. Có thể nói, nếu so với các tiền bối MiG-15, MiG-17, MiG-21 và MiG-23, và kể cả MiG-25, MiG-29 không có được thành tích vẻ vang trước các đối thủ của phương Tây. Lý do thì có rất nhiều, nhưng điều tiên quyết nhất vẫn là con người, phi công và các chỉ huy mặt đất nắm vai trò quyết định trong thành bại của cuộc chiến. Ngoài ra, các máy bay MiG-29 xuất khẩu cũng bị kêu ca là đã cắt giảm tính năng, khiến chúng không thể so sánh được với tiêm kích F-15 và F-16 cao cấp của Mỹ. Ví dụ như MiG-29 xuất khẩu cho Iraq, khối Đông Âu chỉ trang bị loại radar N-019EA, thiếu khả năng kháng nhiễu điện tử, bộ vi xử lý kém. Vũ khí của MiG-29 cũng vậy, Iraq khi đó chỉ mua được tên lửa R-27R, phiên bản có tầm bắn 60 km, và tên lửa tầm nhiệt R-60 có tầm bắn chỉ 8 km. Mãi sau năm 1991, dưới thời Liên bang Nga, chính sách xuất khẩu vũ khí mới có sự thay đổi đáng kể. Lúc bấy giờ, nói trắng ra thì, xì tiền ra, anh sẽ có hàng chuẩn. Năm 1994, Malaysia
đặt bút ký mua 18 chiếc tiêm kích MiG-29N, một phiên bản riêng dành cho nước này, được cải tiến về radar, cung cấp khả năng không chiến ngoài tầm nhìn với tên lửa dẫn đường chủ động RVVAE. Năm 2009, Myanmar đã đặt mua 20 chiếc MiG-29 hiện đại với đơn giá 570 triệu đô. Trong đó có 10 chiếc MiG-29SM và 6 chiếc MiG-29SE. Đây là các phiên bản nâng cấp từ dòng MiG-29S đã được cải tiến tăng tải trọng vũ khí, nâng cấp hệ thống điện tử hàng không. Phiên bản MiG-29SE của Myanmar có khả năng mang 4 tấn vũ khí, tích hợp tên lửa cao cấp RVVAE và radar N019ME có thể khóa 2 mục tiêu cùng lúc. Trong khi đó, phiên bản MiG-29SM có thêm khả năng sử dụng vũ khí không đối đất thông minh. Cùng với hai quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam đã từng đặt lên bàn cân MiG-29 và Su-27 để chọn lựa. Điều này đã từng được chính Trung tướng Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ trên báo chí. Theo tướng Soát, vào đầu những năm 1990, trước yêu cầu bảo vệ biển đảo, đặc biệt là các vùng đảo xa, Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã giao cho Quân chủng Phòng không Không quân đi tìm mua máy bay chiến đấu mới đáp ứng các nhiệm vụ đó. Tháng 6 năm 1994, tướng Soát dẫn đầu đoàn cán bộ sang Nga nghiên cứu tìm mua máy bay Nga. Lúc bấy giờ, ở Nga nổi lên hai loại gồm MiG-29 và Su-27. Phía ta đã tìm hiểu cả hai loại máy bay tại hai phòng thiết kế Sukhoi và MiG. Sau khi tiến hành các cân nhắc kỹ càng, chúng ta đã quyết định chọn mua Su-27. Sau khi lấy ý kiến Quân ủy Trung ương và Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ký hợp đồng mua 12 máy bay tiêm kích Su-27, gồm 7 chiếc Su-27SK 1 chỗ ngồi và 5 chiếc Su-27UBK 2 chỗ ngồi. Các máy bay này được bàn giao xong xuôi trong năm 1994 và 1995. Về lý do tại sao mà ta chọn Su-27 thay vì MiG-29, một máy bay kế nhiệm của dòng MiG-21 huyền thoại mà không quân ta sử dụng rất thành công, theo tính soát, điều này liên quan tới tầm tác chiến. Su-27 có thể bao trùm toàn bộ các vùng biển và các đảo xa trên Biển Đông, trong khi MiG-29 thì không thể làm được. Thật vậy, với tầm bay lên tới 3.500 km, tức là bán kính chiến đấu hơn 1.500 km, Su-27 đủ sức vươn tới Trường Sa và tham chiến rồi bay về mà không cần tiếp nhiên liệu trên không. Trong khi đó, MiG-29 với bán kính chiến đấu khoảng 700 km, nó có thể vươn tới Trường Sa nhưng không thể ở lâu để tham chiến. Ngoài ra, tải trọng của Su-27 lên tới 8 tấn vũ khí, trong khi MiG-29 chỉ là 3,5 đến 4 tấn vũ khí. Do vậy, nếu như chúng ta có đủ tiềm lực khi đó, thì đúng ra chúng ta chọn cả hai thì sẽ là tốt nhất. Trong khi MiG-29 sẽ thay thế dần hoặc bổ sung cho MiG-21 làm nhiệm vụ phòng thủ khu vực, thì Su-27 và sau là Su-30 sẽ đảm trách nhiệm vụ tấn công tầm xa. Phương án này sẽ là tuyệt vời nhất. Dĩ nhiên, không có giá như ở đây. Việt Nam đã chọn Su-27 rồi tiếp tục là Su-30. Phương án thay thế MiG-21 thì vẫn còn phải chờ đợi. Trong thời gian đó, các máy bay Su-22 sẽ phải tạm thời gánh vác trách nhiệm. Đành vậy. Nhìn chung, MiG-29 là một máy bay chiến đấu tốt với nhiệm vụ mà nó đã sinh ra. Vấn đề là thành công hay thất bại thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ máy bay. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.